Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với video tiếp theo của mình. Đây, ở đằng sau mình đang hiện tại đang là cây không này. Đây, kia đây km không nhé, đặc sản của Hà Giang luôn. Đó, nếu mà các bạn nào mà đến Hà Giang mà chưa đặt chân đến cái chỗ cây không này để mà check in ý, thì là chưa đến Hà Giang đâu. Còn nếu mà các bạn phân vân về cái địa điểm thì đây nó sẽ nằm ở đằng sau này, sẽ là cái sân Kỳ Đài nhé. Đây sẽ là trung tâm của thành phố luôn và sẽ có một cái km không ở đây. Còn ở đầu đường bên này thì chúng ta sẽ đi lên đường Đồng Văn này. Đấy, khu vực Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc đấy. Chúng ta sẽ đi theo đường bên này. Còn ở đằng sau mình đường này thì sẽ đi về hướng thành phố nhá. Đấy, đi về Hà Nội. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn xe ổn các. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn vào Phong Quang nhá, một xã của Hà Giang. Và đây sẽ là một xã gần nhất luôn, đây là xã Phong Quang. Thì mình thấy dạo này bán rất là nhiều dưa. Thì mình tò mò là không biết là cái quy trình mà chăm sóc hay là thu hoạch như thế nào ấy. Thì hôm nay mình sẽ đi vào xã Phong Quang. Nào bây giờ thì đi thôi. Đấy, đầu tiên là phải bịt mặt ninja đã. Đối với bây giờ nếu mà mình mà di chuyển về phía Phong Quang ấy, thì chúng ta sẽ đi mất khoảng 15 phút nhá. Hiện tại mình đang đứng ở đây là cầu Gạc Đì nhé các bạn nhé. Khi các bạn đi đến đây thì đứng coi được là cầu Gạc Đì. Còn ở đây thì chúng ta có thể xem này. Nếu mà các bạn mà rẽ đi bên tay phải này này, cái rẽ đường đi bên tay phải này thì sẽ là đi Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn là sẽ đi đường này nhá. Còn nếu mà bây giờ chúng ta vào Phong Quang thì chúng ta sẽ phải rẽ bên tay trái. Đấy, sẽ bên tay trái này. Ok, mình sẽ xin nhan và đi tiếp ạ. Đây thì gọi là Thạch Lâm Viên này. Đây thì sẽ có mô hình đó là vườn cây ao cá, nơi có thể có những cái sự kiện này và ăn uống ẩm thực, có thể đến đây đặt. Có vẻ là có ai vào đây rồi. Ok, xong rồi. 15 minutes later. Ok, mình sẽ đi chậm chậm lại xem ở đây có cái gì không. Con trâu này. Đấy, ở đây có một con buffalo này. Bé. Đấy. Chúng ta đi và chúng ta sẽ rẽ bên tay trái nhá. Rẽ bên tay trái, mình xin nhan nữa. Tầm một ít. Ok. Đấy, mới đầu mình đã thấy bắt đầu bán dưa hấu rồi đây này. Đây, đây là bí các bạn ạ. Bí này, ngô này. Đây, mình thấy ở đây đã có một bà đang bán đấy rồi, đang bán dưa hấu rồi. Đây, mình sẽ đi vào một chút nữa nhá. Bên này có cái nhà sàn rất là đẹp này. Đấy, có một cái giàn sàn rất là to luôn. Đây, chúng ta có thể thấy người ta đang bán dưa ở bên ngoài đường này rồi. Rất là nhiều dưa. Chị ơi, em hỏi nhờ một chút, ở trong này thì chỗ nào là có nhiều dưa hấu nhất hả chị? Khu này à bác? Vâng, chỗ nào trồng nhiều dưa hấu nhất? Ở ngoài kia thôi đúng không? Thế ở trong này có không chị? Ok, thế thử vào trong này xem. Cảm ơn nhé. Mình sẽ đi theo hai đường. Đây, nhà chú mình này. Nhà chú mình ở ngay ngã ba luôn. Thì mình đã vào thăm chú mình một tí. Chị ơi, chị ơi. Em chào chị. Chị ơi, cho em hỏi một xíu, ở trong khu quanh đây thì có chỗ nào có trồng nhiều dưa hấu không ạ? À, chỉ bên ngoài kia thôi. Ở trong này không có tí nào luôn ạ? Dạ vâng, em cảm ơn. À, sân bay đi luôn đường này đúng không anh? Dạ vâng, em cảm ơn nhá. Ngoài cái đặc sản là dưa hấu thì ở khu vực này còn có một cái địa danh nữa, đó là sân bay nhá.
hồi xưa thì có cái thời kháng chiến ấy thì có một cái sân bay đỗ ở đây thì là đỗ máy bay các kiểu ấy. Thì mình tiện đường mình sẽ dẫn các bạn lên đó luôn nhá. Rồi chúng ta bây giờ sẽ đi lên sân bay. Ok, ở đây rất là nhiều thanh long này. Đấy, một vườn. Thế là đây là dưa hấu đấy các bạn ạ, chứ không phải là bí đâu. Lúc nay mình đây là một ruộng dưa hấu luôn này. Mình cứ nghĩ lúc này là bí cơ. Mình cứ nghĩ là ở trung tâm xã thì mình có dưa hấu cơ, nhưng mà nó lại ở bên mạng bên ngoài chỗ mà lúc nay mình quay vài cái quán đang bán đồ ấy. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào sâu hơn xem ở trong này có gì nhá. Hiện tại đây là phong quang thôn Bản Mán. Đấy, làng văn hóa thôn Bản Mán. Ok, mình sẽ đi vào làng văn hóa này luôn xem có gì ở đây không. Trong này thì cảm giác không gian nó rất là rộng luôn ạ. Thảo nào làm cái sân bay chiến đấu ở trong này. Xưa những năm kháng chiến ấy, thì ở đây sẽ là một cái sân bay và trụ sở chính luôn. Đấy, cái hồi mà bị đô hộ các kiểu đây. Đây sẽ gọi là sân bay. Rất là rộng. Mình sẽ đi thêm một chút nữa xem ở trong này cái sân bay nó ở chỗ nào. Khá là tò mò. Trong khu vực này rất là nhiều nhà sàn luôn đây. Nhà sàn cực kỳ đẹp luôn. Ủa các bạn thấy không? Trải dài về đến tận chân núi nó rất là rộng. Đây, có một nhà sàn này. Khách sạn của Hà Giang sẽ là nhà sàn. Đây, mình sẽ đi hỏi chỉ là một xíu trường mầm non Phong Quang. Đây, này trường mầm non Phong Quang. Mình đoán là ở trong này. Đây, trường mầm non. Ở đây là những cái chòi nhỏ nhá, những chòi nhỏ ở đây thì là người ta để dưới nước, sau khi thu hoạch người ta sẽ để đấy. Có rất là nhiều luôn. Đường đi mình gặp cái gì mình sẽ giới thiệu các bạn món đó. Đây, để luôn. Đấy. Bà ơi, cho mình thu hoạch hết dưa chưa? À, bé quá. Dạ vâng. Ôi, chỗ này là, ở trong này là trồng nhiều nhất hả bà? Vâng. Đấy, có thu hoạch hết rồi đây này. Ở đây là thu hoạch hết rồi. Dạ vâng. Thế chắc kia mùa kia là sẽ đợi một thời gian nữa. Đấy, đang có hoa rồi. Đấy. Bà ơi, cho con hỏi một chút, bây giờ đi sân bay vào đường này hả bà? À, cái chỗ đường tiểu học Phong Quang rẽ vào đấy hả? À, dạ vâng, em cảm ơn bà nhá. Bà ơi, trong này còn ruộng nào nữa không? Nhiều không bà? À, ít thôi, ở ngoài này nhiều hơn đúng không ạ? Vâng, con cảm ơn bà nhá. Sau xa kia mình thấy có chị đang thu hoạch, mình sẽ qua mình hỏi một chút nhé. Hỏi thử. Em chào chị. Chị ơi, nhà mình còn nhiều dưa hấu không? Bán sắp hết rồi à? Dạ vâng. Có thế là đây là ruộng của mình hết đây luôn hả chị? Cái này hình như là thu hoạch xong rồi chị nhỉ? Đấy, ở đây thì rất là vất. Em thấy hôm qua đi ở ngoài chợ thấy rất là nhiều người bán luôn. Cũng ở trong này ra bán luôn. Đấy, chị đang vừa lấy được hai quả này. Đấy, được em hai quả. Thế chị còn chỗ nào nữa không? À, bên dưới kia nữa. Đấy, xong rồi chị lại vận chuyển ra ngoài bán à? À, chắc có người vào thu mua hả chị? Dạ vâng. Đấy, hiện tại chị đang đi thu này. À, lúc đầu ở bên ngoài em nhìn thì em tưởng là cây bí cơ, hoa bí cơ. Nhìn công nhận nó ra hoa nhìn giống thật. Đấy, toàn bộ này. Bình thường thì chúng ta sẽ thấy là ở trên TV là nhiều thôi. Còn nếu mà các bạn muốn xem trực tiếp thì có thể qua Phong Quang nhé. Đấy. Đấy, cô đang đi đập gõ từng quả một. Quả nào mà giòn thu hoạch hả cô? À, đấy, đây này. Đây là anh dưa hấu mini. À, cô ơi, ở đây thì quả nó như thế này hay là nó sẽ to hơn? À, thế là quả này nó thích nước hả cô? Có nhiều nước là nó thích hơn. À, ra thế.
Còn bình thường thì à, đây là mình là đã thu hoạch rồi đúng không? Thì đây sẽ là những cái lứa cuối thôi. Lứa cuối sẽ như này. Tràn lan luôn. Đây cô ấy có kê thêm mấy cái thanh tre lên đây này để tránh ẩm ấy, với lại nó bị hỏng quả hoặc là bị con bọ nhỉ cô nhờ. Thì mấy con bọ nó không bị ăn. Đấy. Thế nào. Đấy, một ruộng rất là rộng. Dạ, ôi, cho cảm ơn. Đây các bạn nhìn này, ở đây rất là nhiều nhá. Cô ơi, ở đây nếu mà bán thì khoảng bao nhiêu một tiền một cân hả cô? À, 8-90. Đấy là mình đỡ mất công vận chuyển đúng không? Đấy, mình đỡ mất công vận chuyển. Cái này nếu mà từ lúc mình trồng ấy thì mất khoảng bao nhiêu tháng mới thu hoạch này hả cô? 3 tháng. 3 tháng là tháng riêng. À 3 tháng. 3 tháng thì là sẽ thu hoạch như này rồi. Chào cảm ơn. Đấy mấy quả mini này. Mấy quả này thì sẽ phải đợi. Đấy. Dạ vâng. Chào cảm ơn nhá. Đấy cô có tặng cho 2 quả. Tặng cho 2 quả mang về. Đấy mấy quả này. Thế là hôm nay là mỗi mình cô làm thôi à? À. Vâng. Thôi chào chưa thôi, chắc là tí cho mua. Tí cho mua 1-2 quả về. Đấy, ủng hộ cô. Đấy, rất là rộng. Kho này là mình trông hả cô? Đấy, không trông là sẽ bốc hơi ngay. Trẻ con này là chuột chiếc nó vào, chim chóc nó vào. À, thế mấy năm trước cô có trồng dứa không? À, đấy, ở dưới này thì cháu thấy nhiều hơn nhỉ? Nhiều dứa hơn. À, cái này thì cái nguồn giống thì nhà nước hỗ trợ cô? Hay là mình... À, tự túc hết luôn. Một mảnh vừa ruộng như này thì mình đầu tư hết khoảng bao nhiêu rồi cô? 2 triệu là giống mà công các thứ luôn đấy. Giống với lại phủ bạc với lại phân công chết mình còn đây bạn này. Không tính nữa mà còn chưa tính nữa thế thôi. Đó. Tầm 2 triệu chẳng hạn. Thế là hơn 2 triệu. Công thì không nói, công bỏ ra nhiều hơn. Mình lại phải đi làm đất này, phân bón này, xong rồi cả phông bạt như này nữa. Đấy. Lại còn tối tối phải qua đây canh trẻ con với lại chuột nữa. Đấy. À đấy. Đây ở đây mỗi lán thì sẽ là một chủ hộ nhá. Đấy, mỗi lán này là một chủ hộ này. Đấy, chia nhau ra trông. Dạ vâng. Đấy, nếu mà như lúc này cô nói thì là nếu mà dưa hấu này mà gặp được nhiều nước ấy, thì quả nó sẽ to, no, tròn hơn. Đấy. Còn ở đây thì cô cũng đã thu hoạch rồi, thì bây giờ những cái quả nào còn sót lại thì sẽ thu hoạch nốt thôi. Cái quả nó kêu ranh rách rồi. Đấy gõ kiểu này là biết là cô à? Quả nào chín nào kêu của cô? Quả này thì chưa nên. Kiểu này là nó dốc quá đúng không? Chắc quả nào nó phải đầm đầm đúng không? Bụp bụp cơ. Đấy quả này nó âm nó vẫn hơi thanh thanh. Hôm nay là còn mát rời nhá các bạn nhá. Hôm nay là hơn 9 giờ rồi nhưng này còn mát rời đấy. Có những hôm mà nắng nôi ấy. Nắng nôi mà các bạn phải ra đây trông thì cực kỳ vất luôn. Đây là mấy cái thanh tre. Cô sẽ cây lên. Xong là ẩm hết cô nhờ. Nó bị vàng hết bên dưới ấy. Đấy đây có một quả mini này. Một quả mini này. Đấy. Nhà nhà xinh xắn. Cho cháu thật à. Dạ vâng, cho cảm ơn cô nhá. Đấy. Dạ vâng. Cô ơi nhưng mà cái cây này ấy thì là lúc nào nó chết là nó chết luôn hả cô? Hay là nó vẫn lên? À ra là ra hết xong rồi nó lụi luôn. À, thế thì nói chung là mùa nào mùa đấy thôi cô nhỉ? Mùa nào mùa đấy? À, thế là mình sẽ rơi khoảng 4 tháng. Có 4 tháng để mình thu hoạch. Xong rồi toàn bộ chỗ này thì lại vốn ngô của cô? Ngô à hay lúa à? Bây giờ trồng à, ở đây có be bờ đây rồi.
Thế là chúng ta sẽ có một mùa ruộng này, làm ruộng. Đấy, xong rồi lại một mùa đến hoa quả. Một mùa ruộng thôi, không được hai mùa. Đúng rồi. Thế cô tính xem cái ruộng này nếu mà sau khi thu hoạch hết thì có lãi không cô? Lãi nhiều không? Vâng, nói chung cũng đồng ra đồng vào đúng không? Hơn ngô lứa. Đấy, bây giờ thì Hà Giang đang nổi tiếng là đặc sản phong quang. Đấy. Nếu mà bạn nào mà muốn buôn bán thì có thể vào liên hệ với cô. Đấy, có thể vào hẳn bên trong này mình xem người dân ấy. Đấy. Đấy. Ngô dưa. Vẫn có đúng không? Gà chạy bộ đấy. Gà của người Tây, có thể trong ngày người Tây với người Mán nhiều nhờ. Rau đấy. Đấy. Đây ở bên này thì mình sẽ xem rõ hơn. Đấy. Đây vì cái vườn của cô thì cũng vừa mới thu hoạch về đấy. Còn nếu mà về cơ bản thì chúng ta sẽ có một ruộng như này luôn. Đây toàn bộ đây sẽ là dưa hấu này. Đấy. Đó, rất là nhiều. Đây chúng ta sẽ có những quả. Ở nhà này thì sẽ lót thêm cả gỗ này, thêm cả gỗ luôn. Nếu không là sẽ bị chim chuột hay là mối kiến nó ăn hết luôn á. Nhà này rất là nhiều. Đấy, nếu mà các bạn xem ở trên phim ảnh nhiều về cái những ruộng dưa hấu ấy, mà muốn trực tiếp xem thì các bạn có thể vào Phong Quang nhé. Đấy, ở đây có một quả mini này. Có thể thấy ở đây rất là rộng luôn này. Đấy. Toàn bộ bên này luôn. Thì trước sau này thì đều là dưa hấu hết. Và đằng sau mình thì là bên ruộng này là vừa mới trồng xong thì bây giờ bắt đầu đến mùa thu hoạch rồi. Còn ở bên này thì bên chỗ cô ấy thì cô đã thu hoạch xong rồi. Ơi cô ơi, cháu ủng hộ cô hai quả này nhá. Cô có cái túi nào không? Cho về nhà cho bảo ơi. Của nhà màu gì? Cô Dư. Cô Dư ạ. Vâng. Cô Dư ơi, số điện thoại của cô là gì? Cô nào? À, cô nhớ số điện thoại không? Nhiều nhưng mà lại cô lại không nhớ được. À thế à, hơi khó nhỉ. Tưởng cô nhớ thì cô nói ở trên video này luôn, để tí nữa cháu ghi lại cái số, lần sau có bạn nào mua hàng thì cháu liên hệ cho. Đấy. Cô có nhớ số không? À, cô Dư đúng không? Đấy, đây là cô Dư nhé các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn đến Phong Quang mà muốn mua thì có thể liên hệ với cô nhé. Nếu mà bây giờ là đi là xuống cái chỗ trường mầm non này, rẽ bên tay phải đúng không cô? À, là mình sẽ rẽ xuống đây là đi đường sân bay này. Ok, thì nữa mình sẽ dẫn các bạn xuống đặc sản chỗ này, nó là một cái sân bay bên này nhá. Mình xem thử. Cô ơi, cô cho con gửi tiền nhá. Này, này hết bao nhiêu cô? Bao nhiêu công sức cơ mà? Cháu cảm ơn cô Dư nhá. Thôi cháu xin phép cháu về luôn đây. Đấy, chúc cô năm nay thì bội thu nhá. Ôi cô ơi, cháu biết cái tình cảm của cô rồi, nhưng mà cô cho con gửi 10.000 nhá. Ôi, cái này là không lấy đâu. Không, cái này là tình cảm mà. Cô mất bao nhiêu công sức rồi. Đấy. Vâng. Cháu cảm ơn. Lúc nào rảnh nó lại vào. Vâng. Cháu cảm ơn cô nhá. Đấy, một vãi rộng như này luôn. Hoặc là bạn nào có thích vào thu hoạch dưa có thể vào đây. Dạ vâng. Chắc bây giờ cháu vào sân bay một tí. Vâng ạ, à, cháu chào cô. Đấy, bây giờ chia tay cái vườn dưa ở bên này. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống sân bay. Đây, thêm một túi quả nữa. Rồi, chia tay ruộng dưa. Chia tay ruộng dưa, bây giờ thì mình sẽ đến với cái sân bay nhá. Lúc này mình đi tìm sân bay nhưng mà lại bị lạc mất đến chỗ trên ruộng dưa này. Thế là lại gặp được cô Dư, thế là đi luôn. Còn bây giờ thì sẽ đến với cái sân bay nhá. Ok, mình sẽ đi khỏi đường. Anh cho anh, anh ơi, cho anh hỏi nhà một chút cái sân bay đường nào anh? Dạ vâng. À, tôi thấy hẳn dưới kia bây giờ. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Này thì gió rất là to các bạn, tại vì nó là một cái khu vực như kiểu dạng lòng chảo đấy, nhưng mà nó rất là bằng phẳng, rất là bằng phẳng và rất là rộng luôn đấy, rất là rộng luôn trong này. Hiện tại mình đang đi đây thì gió rất là to rồi, ở đây cũng là gió mà. Đấy, quang thì mình nghĩ là đó là quang đãng, đấy quang đãng là hào quang gì đấy, nhưng mà nó rất là rộng, rất là rộng.
toàn núi thôi. Đây còn núi này, bên trên kia thì toàn bộ là sương mù hết luôn. Toàn bộ là sương mù đấy. Đường này rất là rộng nhá. Mình sẽ tiếp tục đến với con đường chinh phục cái sân bay của mình. Hôm nay đi sẽ là sân bay luôn các bạn. Mình hơi tò mò một chút thì mình tưởng nó sẽ là một cái bãi xong rồi nó có thành, có lũy hoặc là có cái nền đâu đó thôi. Nhưng mà hóa ra nó chỉ là một bãi đất trống và phẳng lì như này thôi các bạn. Đây, phẳng như này luôn. Và một cái bãi này nó rất là rộng, đây các bạn xem này. Nó quá nắng quá. Đây là một bãi đất rộng và như này. Còn hồi xưa thì sẽ có máy bay để đồ chiến đấu. Ở đây thì mình không thấy có bất cứ gọi là dấu hiệu nào như kiểu là tường bao hay là nền đất gì cả. Hóa ra là nó chỉ là một bãi rộng như này thôi. Đấy ok. Thì hồi xưa thì chắc là do đi lại nhiều thì cỏ cây hoa lá nó sẽ bị dập hết và nó sẽ thành một cái bãi đất trống rộng. Chúng ta có thể thấy này, toàn bộ đây sẽ là núi hết. Đấy. Hiện tại là hơn 10 giờ rồi nhưng mà vẫn còn sương mù dày đặc luôn. Vẫn còn sương mù dày đặc ở trên này luôn. Đấy các bạn có thể xem. Đây một bãi sẽ là rộng như này. Và toàn bộ sẽ là phẳng lì hết các bạn nhé. Sẽ rất là bằng phẳng luôn. Hành trình hôm nay đi khá xa để mà review cho các bạn. Đấy, hơi thất vọng một chút tại vì không thấy cái máy bay nào ở đây nữa. Đấy, cảm ơn các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ trở lại ra ngoài thành phố thôi. Cũng muộn rồi, hơn 10 giờ rồi. Cũng hơn 10 giờ rồi thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài thôi. Đấy, còn ở đây sẽ là phong quang nhé. Nếu mà các bạn đến đây thì có thể xem thử. Đó, các bạn có thể xem thử nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi clip của mình. Hẹn các bạn vào clip lần sau. Chào tạm biệt nhé. Và đây sẽ là ba quả dưa lúc nãy mình vừa mới mua ở Phong Quang về. Bây giờ mình sẽ chế biến thành món sinh tố nhé. Sinh tố dưa hấu. Ok. Mình ăn thử một miếng thôi, quả rất là ngọt luôn. Rất là ngọt luôn. Ta sẽ cho đi một ít sương họ nhé. Cho đi một ít lọc. Hey Joe, và mình đã xong rồi. Và đây là cái thành quả của mình. Đây mình có trên tay đó là một suất sinh tố dưa hấu. Sinh tố dưa hấu đến từ Phong Quang nhá. Đấy. Thì các bạn chỉ có thêm vài nguyên liệu đơn giản thôi thì mình sẽ có ngay một cốc nước để giải thanh nhiệt cơ thể mùa hè nóng bỏng nhá. Ok, mời mọi người. Không ngờ mình có thể phá được một cốc sinh tố ngon như vậy luôn đấy. Đây các bạn thử cho nhá. Công thức lúc nãy mình vừa mới làm rồi các bạn cứ làm theo nhá. Cực kỳ ngon luôn và mát. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi clip của mình nhá. Hẹn các bạn vào clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.